Vâng, xin chào toàn thể quý vị anh chị và bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của em Dương Ô Tô Thái Nguyên. Hôm nay thì nhà em mới về một chiếc xe Vios. Trước mặt quý vị anh chị và bạn đây là chiếc Toyota Vios phiên bản E số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km. Và bên nhà em đang chào bán chiếc Vios E số tự động này với mức giá là 435 triệu. Một chiếc xe cực kỳ đẹp và cam kết với các bác là hoàn toàn là không có một lỗi nhỏ nhá. Xe biển gốc thành phố nên là các bác về biển Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ không mất phí tiền biển nhá. Xe cực kỳ là đẹp và không một lỗi nhỏ luôn ạ. Sản xuất 2017, lăn bánh được hơn 4 vạn km. Mọi thứ còn cực kỳ là mới các bác nhá. Từ nội ngoại thất, mọi chi tiết còn rất là mới ạ. Quý vị anh chị và bạn nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em Dương Ô Tô Thái Nguyên theo số điện thoại là 0968 288 444. Xe cam kết không lỗi và có bao check hãng cho các bác luôn nhá. Đây, form dáng của nó thì cũng khá là đẹp vì nó là form đời đời mới rồi. Một chiếc xe sedan thuộc phân khúc hạng B. Chiếc xe được trang bị động cơ là 1.5 quý anh chị nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu đây ạ. Em sẽ cho quý vị anh chị và các bạn xem này. Đường kết hợp thì vào khoảng 5 lít 8 6 lít. Còn đường trong đô thị như đường Hà Nội thì ăn vào khoảng hơn 7 lít này. Còn nếu mà các bác đi đường trường thì chỉ chưa đến 5 lít nhá. Rất là tiết kiệm ạ. Và Toyota thì nó rất là bền bỉ rồi. Các bác là mà đã từng tìm hiểu về ô tô thì các bác biết là cái dòng Toyota thì nó gọi là siêu bền rồi, nồi đồng cối đá. Đây phía sau này. Xe có một nước sơn màu bạc rất là đẹp và cái màu bạc này nó là màu bạc kiểu màu bạc ánh kim đấy. Nhìn nó rất là đẹp nha quý anh chị nhá. Đây. Sơn xi cực kỳ bóng bẩy luôn. Đây em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị và các bạn cùng xem nhá. Đây cụm đèn, trước tiên là đi vào cụm đèn này. Đèn cực kỳ trong luôn ạ. Đèn của Vios thì nó chỉ trang bị đèn đèn sợi đốt thôi nha mọi người nhá. Đây. Và pha đèn thì cực kỳ trong. Mới tinh luôn ạ. Đây. Mọi chi tiết như là những cái đường mạ chrome này, logo này. Nó rất là mới nha mọi người nhá. Không có một vết ố nào luôn ạ. Đây. Sơn xi nó thì rất là đẹp luôn này. Cực kỳ bóng bẩy. Đây, đèn đóm rất là trong. Đây đèn gầm đây mọi người nhá, đèn gầm này. Đây phần nhựa đen này nó làm cái vân rất là đẹp này mọi người này. Đó. Cái phần nhựa đen này làm vân rất là đẹp nhá. Chiếc này về các bác đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ hoặc chúng ta kết hợp đi chạy xe dâu thì cũng rất là ok. Máy 1.5 nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là bộ la răng này, la răng đa chấu và kích thước bộ la răng này là 15 inch nhá mọi người nhá. Được sơn cái màu bạc rất là đẹp ạ. Phanh đĩa 4 bánh mọi người nhá. Đây, xi nhan tích hợp trên gương này. Đó. Đăng kiểm thì còn rất là dài đến tận tháng 3 năm 2022 nha các mọi người nhá. Đây, phí đồng bộ thì cũng đến tận tháng 9 năm 2021 cơ. Rất là dài. Đây, có một chiếc ánh nắng nên chúng ta nhìn cái màu sơn nó rất là đẹp ạ. Rất là óng ả nha mọi người nhá. Đây. Toàn bộ 4 quả la răng rất là mới luôn. Đây lốp cũng còn rất là mới nha mọi người nhá. Đây các bác quan sát này. Lốp này. Rãnh còn rất là dày và vẫn còn nguyên lông dâu lốp này. Ta lông vẫn còn nguyên này. Đó. Đây rãnh lốp các bác quan sát đây. Cái lốp của chúng ta này, gài lốp vẫn còn nguyên này. Lốp đi hơn 4 vạn. Còn rất là mới, rất là bền này. La răng đa chấu 15 inch. Xi nhan tích hợp trên gương này.
đây phía sau của chiếc Vios E này. Đèn hậu thì cũng còn rất là mới nha mọi người nhá, trong mắt luôn ạ, không có bị dặn nứt hay là bị trời xước gì đâu mọi người nhá, nó rất là đẹp. Phía sau xe thì được trang bị camera lùi ạ, đây cam lùi theo xe nha mọi người nhá, các bác quan sát thấy không, đây ạ, cam theo xe ạ. Đây, đèn đóm cực kỳ là đẹp. Giờ em sẽ đi vào chi tiết nội thất nha quý anh chị nhá. Về phần ngoại thất thì nó rất là mới, mọi chi tiết còn cực kỳ là mới ạ. Và đây là phần nội thất của chúng ta đây. Xe trang bị màu nội thất màu kem. Toàn bộ ghế da nguyên bản rất đẹp này, rất là mềm. Nội thất còn cực kỳ là mới nha mọi người nhá. Đây, trần nỉ các thứ này vàng ươm luôn ạ. Mọi dòng xe thì họ thiết kế trần nỉ này nó là cái màu màu xám, nhưng mà dòng vải ớt thì nó thiết kế cái màu theo cái tông màu nội thất này, tất cả các cột nữa này, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp nha mọi người nhá. Đây, trần nỉ các thứ vàng ươm luôn ạ. Ghế đây, ghế trang bị ghế cơ thôi các bác nhá, ghế cơ thì muôn đời không hỏng đâu. Đây, ốc chốt đóng cửa vẫn còn cực kỳ sáng này, sáng choang luôn. Đây em sẽ quay cái tắp đi cửa này, tắp đi cửa này được phối hai màu rất là đẹp luôn. Kính là auto này. Đây là những cái phần nhựa giả da này. Đây hoàn toàn là nhựa nha quý anh chị nhá, nhựa giả da nhìn rất là đẹp và nó cũng cực kỳ là bền luôn, toàn bộ là nhựa hết này. Đó, đây nó còn giả cái đường chỉ khâu này, thiết kế rất là tinh vi, rất là tỉ mỉ, rất là đẹp. Đây hệ thống gương kính chỉnh điện đấy mọi người nhá, gương kính chỉnh điện. Vô lăng ba chấu này. Nói chung là về chiếc Vios Toyota thì nó cực kỳ là bền nhé mọi người nhé. Xe đã có chống chân trượt rồi mọi người nhé, có hệ thống cân bằng điện tử rồi. Đây, xe trang bị màn hình này, tích hợp cam lùi, giải trí, điều hòa, toàn bộ điều hòa cơ thôi. Hộp số tự động zích rắc và có cả chế độ bán tự động này. Cửa số rất là đẹp nha mọi người nhé. Đây các bác quan sát này, cửa số này, vô lăng cửa số nó rất là mới. Một chiếc xe mới lăn bánh được hơn 4 vạn thôi ạ. Đây các bác ơi, đây hàng ghế thứ hai nhá. Hiện tại thì trời nó đã nắng lên rồi, em sẽ quay nhanh cho các bác cùng xem thôi. Nắng lên thì nó rất là chói ạ. Đây, xe thì cam kết một không một lỗi nhỏ nha quý anh chị nhá, báo tên hãng luôn cho quý anh chị luôn. Mọi thứ rất là mới, rất là đẹp. Giờ em sẽ quay phía bên phụ nhá. Vâng, giữ nó lo ngã kìa. Đây hàng ghế thứ hai này. Đây ạ, toàn bộ chi tiết nội thất của chiếc xe này thì cực kỳ là mới, rất là đẹp luôn. Bao check hãng cho các bác luôn ạ. Check hãng, test gara bất kỳ nha mọi người nhá. Đây tổng thành cái khoang lái này. Đó, một chiếc xe người dân Việt Nam mình gọi đây là chiếc xe quốc dân. Người người nhà nhà dùng. Đồ đạc phụ tùng thay thế rất là rẻ và nó rất là bền. Và đặc biệt là nó rất là giữ giá, khi các bác đi chán bán lại trả lỗ bao nhiêu được. Đây nha các bác nhá. Nội ngoại thất của em nó thì không chê vào đâu được rồi, rất là mới ạ. Với cái giá tiền bên em đang chào bán là 435 triệu.
Quý anh chị nào mà có nhu cầu thì vui lòng alo cho em. Giá cả thì em sẽ có lui cho bác nào thiện chí nhá. Đương nhiên thì em cũng sẽ không lui sâu đâu. Giá em báo thì cũng gọi là sát giá bán rồi. Em sẽ quay qua về cái khoang động cơ cho các bác cùng xem nhá. Đây em sẽ quay luôn khoang cốp này. Đây khoang cốp đây quý anh chị nhá. Cốp của chiếc xe này thì nó cực kỳ rộng rãi này. Đây nỉ nguyên bản theo xe rất là mới luôn nhá. Rất là sạch sẽ này. Đó. Đây em sẽ quay thân vỏ của chiếc xe này thì cũng cực kỳ là đẹp này. Đây lốp sơ cua và đồ kích lốp dự phòng các thứ đầy đủ hết cho mọi người nhá. Đây, thân vỏ nó cực kỳ là đẹp rồi. Đây em sẽ quay cái khoang động cơ cho quý anh chị và bạn cùng xem. Đây ạ. Đây là khối động cơ đua VVTi của Toyota. Khối động cơ 1.5. Đây quý anh chị và bạn cũng có thể quan sát thấy cái keo thừa của nhà sản xuất vẫn còn nguyên này. Máy zin nhá mọi người nhá. Và ra máy thì nó rất là khô ráo. Không có một vết thấm dầu nào nhá mọi người nhá. Và máy rất là khô ráo luôn ạ. Và đây hệ thống phanh ABS này. Đó, xe đời này thì đã có phanh ABS rồi. Chống chân trượt. Cân bằng điện tử đầy đủ hết nhá quý anh chị nhá. Cam kết với các bác là máy số nguyên bản nhá. Chưa qua sửa chữa đâu ạ. Ok, vừa rồi thì em đã gửi đến cho các bác video chi tiết về chiếc Toyota Vios phiên bản E số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km. Bên em đang chào bán với mức giá là 435 triệu. Có thương lượng nhẹ cho các bác nhé. Xe biển gốc thành phố. Nên là các bác ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ không mất phí tiền biển nữa. Bác nào quan tâm thì vui lòng alo cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Giờ thì em xin phép là kết thúc video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn bộ quý anh chị và bạn ở những video tiếp theo ạ.